Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà phố ngang 4,5m, sâu vào 13m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, đường xe hơi đậu trong nhà, nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà phố xây theo mẫu lưng ngược rất đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có gara đỗ xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng. Căn nhà này thì đang tọa lạc trên trục đường chính Tô Ngọc Vân và có hướng chính là hướng Tây Bắc nha quý vị. Đây là không gian phòng khách phía sau với sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi, đèn led, đèn trần, hai bên tường gỗ ốp nhựa trang trí lên cao phun trần, bên trên có đèn led, đèn chiếu sáng. Và chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài tham quan con đường cũng như là mặt tiền, mặt chính căn nhà nhé. Bên ngoài đây sẽ là gara đỗ xe hơi này quý anh chị. Và đây là mặt tiền, mặt chính của căn nhà chúng ta, ngang 4,5m, sâu vào 13m, xây full, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu theo mẫu nhà phố hiện đại lửng ngược. Căn nhà thiết kế rất đẹp và sang trọng, bên ngoài có những ánh đèn led, đèn chiếu sáng rất là lung linh, kết hợp với cây xanh và có ốp gạch mặt tiền cũng như ốp nhựa trang trí, có đèn led, đèn trần rất là tuyệt vời luôn mọi người. Căn nhà này nằm trên một con đường cong nhé, và đường rất là rộng, có vỉa hè bên ngoài tới 3m nha quý vị. Khu này thì chúng ta sẽ có một khu đồng bộ an ninh, khu đường thông xe hơi tới 12m, có vỉa hè, một khu nhà đẹp. Và căn này thì đang chào bán với mức giá thơm, chỉ có 5.950.000.000 thôi, còn thương lượng với quý vị. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà với tầm tài chính 5 tỷ, hơn 5 tỷ một xíu thì chúng ta có thể ghé tham quan căn nhà này. Căn nhà này nằm trong một khu phân lô đồng bộ quý vị, toàn nhà lầu thôi, đường thông xe hơi với giá bán mềm cho một căn nhà một trệt một lửng 3 tầng lầu. Căn nhà nằm ngay đoạn đường cong này, ngay đoạn đường cong luôn nha quý vị, đường rất là rộng tới 12m và giá bán là 5.950.000.000, hướng Tây Bắc, số hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, đặc biệt nhà tặng kèm full nội thất. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng vào bên trong nhé. Vô trong căn nhà thì quý vị sẽ có một lớp cửa cổng 4 cánh và một lớp cửa cuốn. Dưới tầng trệt sẽ là nhà đỗ xe hơi dài 6m cho quý anh chị chúng ta đỗ xe hơi 4-7 chỗ bên trong nhà. Có tủ giày dép và hai bên tường ốp gạch và treo tranh. Bên trên có đèn trần, đèn led dưới nền ốp gạch 80. Di chuyển vào trong thì quý vị sẽ có tủ kệ để dưới cầu thang và tủ rượu. Cầu thang thì ép sát vào bên tường đi lên. Phía sau là khu vực lửng ngược, không gian phòng khách rất là đẹp với sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi. Bên trên có đèn led, đèn trần. Hai bên tường có ốp những cái tấm nhựa than tre, nhìn rất là lung linh luôn mọi người. Và có cửa kính phía sau cũng như là cửa lùa ra khu vực sân sau, có trồng cây xanh giếng trời và một cái vệ sinh ở cuối này. Ngang căn này thì có bề ngang 4,5m nhé, khá là rộng và dễ dàng cho quý anh chị chúng ta di chuyển xe hơi 4-7 chỗ vào nhà. Giá bán chỉ có 5.950.000.000 thôi quý vị, còn thương lượng nữa. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà đẹp ngang 4,5m thì chúng ta hãy tham quan sơ qua căn nhà này nhé. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng di chuyển lên trên tham quan kiến trúc phòng ngủ cũng như là phòng bếp trên lửng. Cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng, tay vịn nhôm, lan can kính. Và cầu thang thì có đèn led. Chúng ta sẽ cùng em Hùng tiến lên không gian phòng bếp phòng ăn trên khu vực lửng ngược này. Trên khu vực lửng ngược thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp phòng ăn với những ô kệ trang trí này và có đèn led rất là lung linh mọi người. Không gian phòng bếp trên lửng ngược thì quý vị thấy ở đây có bàn ăn 6 ghế này, tường ốp kính caro ốp nhựa này, tủ lạnh LG, bàn ăn 6 ghế, cửa sổ ra bên ngoài mặt tiền chính, lavabo rửa mặt, bồn rửa chén bát. Rồi ở đây thì quý vị thấy có bếp âm, máy hút mùi, quạt trần. Và không gian bếp trên lửng ngược này thì khá là thoáng nhé. Một cái khu nhà lầu đồng bộ tuyệt vời, đẹp. Một khu đường thông bàn cờ. Và giá bán thì chủ nhà đang rao bán chỉ có 5.950.000.000 thôi quý anh chị. Rất là rẻ nhé. Quý vị nào đang tìm mua nhà một trệt một lửng và 3 tầng lầu 4 phòng ngủ với đầy đủ công năng và nội thất cao cấp thì hãy đến tham quan căn nhà này. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng tiến lên không gian kiến trúc thiết kế của phòng ngủ. Phòng ngủ căn nhà này thì sẽ có 4 phòng nha mọi người. 4 phòng và nội thất sẽ có 3 phòng. Phòng ngủ số 1 sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bên ngoài có cửa sổ và cửa ra ban công. Đây, phòng ngủ số 1 này. Giường ngủ 2m, tủ áo đóng phun trần. Bên này là tủ kệ tivi, máy lạnh và vệ sinh bên trong. Phòng vệ sinh thì với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Chúng ta đang đến với căn phòng ngủ số 1 phía trước. Cửa sổ và cửa ra ban công cực kỳ thoáng mát nhé. Và di chuyển về phía sau thì chúng ta sẽ cùng em Hùng đến với căn phòng ngủ số 2. Căn phòng ngủ số 2 thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, cửa sổ ra khu vực phía sau, kết hợp với tủ áo đóng phun trần, máy lạnh và giường ngủ cũng như là vệ sinh bên trong.
Mỗi phòng ngủ đều có một vệ sinh bên trong nhé. Phòng ngủ này thì có gạch 80 vuông và có trang trang trí cũng như là có đèn led đèn trần. Và chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian phòng số 3 và số 4. Ngang 4,5m, sâu vào 13m, 5.950.000 đồng, hướng Tây Bắc. Quý vị có bác cô chú quan tâm căn này thì alo trực tiếp ngay về cho Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 để tư vấn và đi xem nhà miễn phí, cũng được hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Chúng ta đang đến với căn phòng ngủ số 3. Vệ sinh bên trong này với lavabo rửa mặt bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Phòng ngủ của căn nhà 4,5m thì có độ rộng tương đối là tốt và nhìn khá là vuông vức. Phòng ngủ thì có tủ áo, tủ kệ tivi và máy lạnh. Còn bên đây sẽ là căn phòng ngủ số 4. Phòng ngủ số 4 thì chủ nhà chưa có tặng kèm nội thất nha mọi người. Quý vị đang tìm nhà với tầm tài chính hơn 5 tỷ một tí, những căn nhà phố đẹp, sang trọng và nội thất cao cấp thì chúng ta có thể ghé tham quan cái căn nhà này nhé. Căn nhà nằm trên đường rộng tới 12m quý vị. Một khu nhà lầu phân lô đồng bộ, một khu đường thông bàn cờ thuộc trục đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sát với quốc lộ A, kề bên với quận Gò Vấp và ra sân bay tương đối gần. Đây là không gian của căn phòng thờ này. Đây là phòng thờ nha quý vị. Phòng thờ thì chủ nhà làm sẵn rồi. Và cuối cùng thì ở đây khu vực sân thượng sau thì là phòng sông hơi. Phòng sông hơi thì có bồn tắm nằm, bồn cầu, lavabo rửa mặt, cầu thang lên trên mái. Rồi chúng ta sẽ có bồn tắm nằm massage, bồn sông hơi khô đá nóng. Và phòng sông hơi này thì có thêm bồn tắm nằm thì chúng ta có thể sông xong chúng ta ra tắm nằm thư giãn nhé. Đây là không gian phòng sông hơi ở phía sau. Cầu thang lên trên mái thăm bồn nước và năng lượng mặt trời. Và phía trước đây thì chúng ta có phòng thờ này và sân thượng trước nhé. Đây sân thượng trước thì có một cái chỗ để chúng ta ngồi chơi, uống trà, uống cà phê trên khu vực sân thượng luôn. Chúng ta có thể làm mái che bên trên nhé. Đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ bàn ghế này, rồi trồng cây, trồng cỏ này, dàn lam, dàn đèn bên trên rất là đẹp quý vị. Và giá bán cho căn này là 5.950.000 đồng, hướng Tây Bắc quý vị. Ngang 4,5m, sâu vòng 13m. Quý vị có bác cô chú quan tâm đến căn nhà này, alo ngay cho Hùng theo số hotline 0918 178 647. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Và video của Huy Hùng đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.